top 10 sao trẻ đắt giá nhất thế giới, mang non MU hiện diện. Cùng Bangda Plus điểm mặt top 10 cầu thủ trẻ tuổi tin được transfer market định giá cao nhất thế giới hiện nay. Đáng chú ý, tài năng trẻ menu của MU không phải là trường hợp đắt nhất. Thang 10, EMTSYSTEL, Bayern Munich 19 tuổi 33,7 triệu bằng. bảng. teo gia nhập Bayern Munich từ Ren hồi mùa hè năm 2022. Sau một năm làm quen với đội bóng mới, tiền đạo người Pháp đã chơi tiến bộ hơn ở mùa năm 2023 năm 24. Sau 41 trận trên mọi đấu trường, Teo đã đóng góp 10 bàn và 6 kiến tạo. Vì còn hợp đồng với Hùm Xám, đến năm 2029 nên chân sút 19 tuổi được định giá khá cao. Bayern hiện đang muốn giữ chân Teo lâu dài hơn. Tháng 9, ARD Real Madrid 19 tuổi 37,9 triệu bằng. Adagu đã sớm gây chú ý trong màu áo Fenerbahce. Đến mùa hè năm ngoái, tiền vệ 19 tuổi được Real Madrid chiêu mộ. Ở mùa đầu tiên tại Bernabeu, Guler không được sử dụng nhiều. Hơn nữa còn liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Dù vậy, Guler vẫn ghi dấu ấn với 6 bàn chỉ sau 12 trận giá trị của tài năng trẻ này đã tăng đáng kể sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng chung kết Euro 2024 trong màu áo Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 8, Evan Ferguson, Brighton 19 tuổi 42 triệu bảng. Evan Ferguson đã ra mắt đội một Brighton ở mùa năm 2021 năm 22 khi mới 16 tuổi. Đến mùa giải sau, tiền đạo người CS Island gây ấn tượng với 10 bàn thắng sau 25 trận trên mọi đấu trường qua đó thu hút sự quan tâm của Man United và Tottenham. Dù vậy, ở buổi vừa rồi, phong độ của Ferguson đã suy giảm khi chân sút này chỉ ghi 6 bàn sau 36 lần ra sân trên mọi mặt trận. Phía Brighton cần Ferguson tỏa sáng và tiến bộ hơn nữa để có thể bán anh trong tương lai. Thang 7, L -N -Y -Y -O, -A o, Man UTD 18 tuổi 42 triệu bảng. Tuy vừa được Man United mua với giá 52 triệu bảng, nhưng Lenny Euro chỉ có giá 42 triệu bảng theo Transfermarkt. Dù vậy, những con số này không nói lên nhiều điều bởi Euro vẫn là tân binh khá chất lượng của quỷ đỏ bơi tuổi đời con tre và còn có thể tiến xa. Trung vệ người Pháp cao 1m90 nhưng không rất nhanh và linh hoạt. Euro có khả năng phòng ngự và truyền bóng tốt, được đánh giá là đối tác ăn ý của Lisandro Martinez ở hàng thủ Man United, tháng 6. Joao Neves Benfica 19 tuổi 46,3 triệu bảng. Benfica không lo lắng khi bán Enzo Fernandez cho Chelsea hồi đầu năm ngoái bởi đã có Joao Neves thay thế. Dù mới 19 tuổi nhưng Neves đã thể hiện ấn tượng trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Sao trẻ người Bồ đào nha có khả năng truyền và giữ bóng rất tốt. Đặc biệt, dù chỉ cao 1m74 nhưng Neves không hề ngại lao vào các cuộc tranh chấp tay đôi. Tuy được Transfermarkt định giá 46,3 triệu bảng. Nhưng tiền vệ này có điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 101 triệu bảng. Phía Benfica chắc chắn sẽ cố gắng bán nếp với giá cao nhất có thể. Thăng năm, cây OBIMAINOO Man United 19 tuổi 46. 3 triệu bảng, copy menu ra mắt đội một Man United ở mùa năm 2022 năm 23 và đã dần chiếm suất đá chính trong đội hình quỷ đỏ ở mùa giải trước tiền vệ người Anh có thể làm tốt hầu hết các nhiệm vụ ở tuyến giữa, từ đánh chặn, chia bài đến kéo bóng. Ở vòng chung kết Euro 2024 vừa qua, Menu đã góp công không nhỏ giúp The ti Anh vào chung kết, dù sau đó anh cùng Tam Sư đã thua Tây Ban Nha 1-2. Menu chắc chắn là sẽ là trụ cột của MU ở mùa giải năm 2024-25 tới đây. Tháng 4, Warren Zayemery PSG 18 tuổi 50,5 triệu bảng. Sau khi Kylian Mbappe ra đi, có lẽ Warren Zahiemery sẽ là người được lựa chọn để thay thế ngôi sao người Pháp tại PSG. Tiền vệ người Pháp ra mắt đội 1 Le Parisien khi mới 16 tuổi. Ở mùa giải trước, Zahiemery đã chơi 43 trận trên mọi đấu trường, chỉ sau Mbappe và Vitinha đóng góp 3 bàn và 7 kiến tạo. Tài năng trẻ mới 18 tuổi này nhất có thể sẽ được quy hoạch làm đội trưởng của PSG trong tương lai. Thang 3, e INDAICK, Real Madrid 18 tuổi 50,5 triệu bảng. Dù mới 18 tuổi nhưng Enric đã khiến Real Madrid phải chi 60 triệu bảng. Tiền đạo người Brazil ra mắt Pamela khi mới 16 tuổi. Sau 82 lần ra sân, Enric đã ghi 21 bàn thắng giúp Pameira lên ngôi hai lần ở giải vô địch quốc gia Brazil. Cập bến Bernabeu, chân sút 18 tuổi trở thành tiền đạo trẻ nhất ở hàng công đầy sao của Los Blanco. Tháng 2, GAVI, Barca 19 tuổi 75,7 triệu bảng. Hồi tháng 8 năm 2021, Gavi ra mắt đội một Barca ở tuổi 17. Chỉ một năm sau, tiền vệ người Tây Ban Nha đã giành giải thưởng Golden Boy ngoại trừ đá ở vai trò trung phong Gavi có thể chơi tốt ở mọi vị trí từ hàng tiền vệ trở lên. Sau 111 trận trên mọi đấu trường, tiền vệ 19 tuổi đã ghi 7 bàn và thực hiện 14 kiến tạo giúp Barca vô địch La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha ở mùa giải năm 2022-23. CDV Barca hy vọng Gavi sẽ sớm trở lại thi đấu cho câu lạc bộ kể từ mùa giải tới. Thang 1, L bác xa 17 tuổi 101 triệu bằng. La Yaman ra mắt bác xa ở tuổi 15 và đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục dành cho các cầu thủ trẻ. Ở mùa giải trước, sao trẻ 17 tuổi đóng góp 7 bàn và 10 kiến tạo cho bác xa Sa sau 50 trận. Đến vòng chung kết Euro 2024, Yaman tiếp tục chơi bùng nổ với một bàn và 4 kiến tạo, giúp Tây Ban Nha vô địch sau 12 năm chờ đợi. Với những gì đã thể hiện, không khó để Yaman giữ vị trí số 1 trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay.